bài viết có tựa đề Đàn áp tịnh thất bồng lai, cuộc đấu tố hoành tráng chưa có tiền lệ Bài viết của blogger Gió Bức đăng trên RFA Mấy ngày qua, cơn bão dư luận phẫn nộ của công chúng với vụ án kít Việt Á được pha loãng đi phần nào bởi cơn bão truyền thông được vận hành hết công suất hướng về tịnh thất bồng lai một gia đình quá nổi tiếng với những hạt nhân văn nghệ như huyền trân á quân đờ voi hoàng nguyên nhất nguyên thí sinh triệu lai cuộc thi đệ nhất song ca năm chú tiểu hai lần quán quân thách thức danh hài hàng trăm clip ca nhạc hài của họ tự thực hiện đã giành danh hiệu nút vàng youtube mà nhiều ông hoàng bà chúa trong giới showbiz chưa dám mơ ước. Họ còn nổi tiếng bởi làn sóng bịa đặt vu cáo hành hung của đàn youtuber kèn kèn, những chiến sĩ AK-47 ưu ái dành cho liên tục suốt nhiều năm qua. Đấu tố, vũ khí trị dân quen thuộc. Đấu tố một vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén đã được bạn vàng Trung Cộng nhập khẩu vào miền Bắc Việt Nam từ thập kỷ 1950, đã làm nên chiến thắng long trời lở đất mang tên cải cách ruộng đất, đã cách đi sinh mạng hàng chục vạn người dân vô tội, chẳng may có được chút ít tiền của ruộng vườn hoặc chút hiểu biết để bị quy vào thành phần phú nông địa chủ. Thời ấy, biện pháp đấu tố còn sơ khai, thủ công. Cán bộ cải cách chỉ cần bắt dễ một nhóm quần chúng cách mạng vô học, nghèo khó, một số kẻ đủ ác tâm bức hại người khác để phát động tinh thần cách mạng bằng chiêu trò dì tai, chiêu dụ, thậm chí đe dọa để họ đứng lên đặt điều vu khống cho những nạn nhân đã được đội đưa vào danh sách thành phần phải đào tận gốc, chốc tận rễ. Báo chí cũng tham gia với vai trò phát súng sung phong, tiến còi sung trận. Chỉ cần một bài báo ngắn trên dưới trăm chữ Địa chủ ác ghê của đồng chí CB thì bà Cát Hạnh Long Nhà tài trợ cho kháng chiến hàng ngàn cây vàng đã trở thành con ma địa chủ khi đội quân những ông những bà quần chúng cách mạng đã đông nội dung vu cáo đã được học thuộc tòa án nhân dân được đội thiết lập những lời vu khống của các diễn viên quần chúng cách mạng được xem là cáo trạng các đạo diễn cán bộ đội quần chúng nòng cốt sẽ sắm vai tòa nạn nhân bị bêu ríu xỉ nhục trước cộng đồng người thân trước khi bị giết bị tước đoạt toàn bộ tài sản. Đấu tố đã sàng lọc cho đảng những cán bộ cốt cán trung kiên máu lạnh, gạt bỏ hết nhân tính, sẵn sàng theo lệnh giết chóc, bức hại người khác kể cả người thân để rộng đường thăng tiến. Đấu tố cũng đủ sức mạnh để nhân dân anh hùng ngoan ngoãn sắp hàng đứng vào lề, cắn răng im lặng trước mọi bất công ngang trái, thậm chí nồng nhiệt hô khẩu hiệu hưởng ứng với tội ác để chứng tỏ lập trường. Trong bối cảnh đất nước bị cô lập, nửa hòa bình nửa chiến tranh, đấu tố là công cụ tuyệt vời tập trung tất cả quyền lực tài sản quốc gia vào tay chính quyền chuyên chính. Người dân chỉ còn được một quyền duy nhất là sống nơm nớp trong sợ hãi và nghi kỵ ngay cả với chính mình. Vũ khí phòng thủ duy nhất là phải luôn tỏ ra trung thành ngoan ngoãn. Đấu tố thời hiện đại có sư kèn kèn cuồn cuộn tham gia. Cuộc đàn áp tịnh thất bồng lai hiện nay là cuộc đấu tố theo kịch bản cũ nhưng được nâng lên tầm cao với quy trình chặt chẽ quy mô hoành tráng chưa từng có tiền lệ ngược dòng thời gian cụ lê tùng vân đã từng có tiền án nuôi dạy rất nhiều trẻ mồ côi ở trung tâm thánh đức bình chánh ngoài số trẻ do cụ trực tiếp nhận nuôi còn có một số trẻ được làng sos gửi sang làng trẻ em sos là nơi chăm sóc nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ em mồ côi trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoạt động trên nhiều quốc gia chắc chắn khi gửi trẻ cho cụ tùng vân những người có trách nhiệm của làng đã có kiểm tra đánh giá mọi mặt chất lượng nuôi dạy trẻ thế nhưng chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản xử phạt giải tỏa và cuối cùng là trung tâm này phát cháy do chập điện theo kết luận của công an, dù ngọn lửa phát ra từ phòng cụ Tùng Vân, nơi không hề có dây điện, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, ngay cả giấy tờ tùy thân của cụ Tùng Vân. Hơn 50 trẻ của trung tâm lúc ấy tan đàn lạc ngẽ, số của SOS trở về làng, số có cha mẹ thân nhân gửi nuôi phải trả về gia đình. Số không có giấy tờ hậu tịch giao lại cho các trung tâm của nhà nước. Cụ Tùng Vân chỉ còn được giữ lại những đứa trẻ do cụ hoặc người thân của cụ đứng tên khai sinh như Minh Tú, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên về xây dựng cơ sở mới là Tịnh Thất Bồng Lai. Cuộc đấu tố bắt đầu khởi động từ sau khi Huyền Chân đạt giải Á quân cuộc thi The Voice 2014, cán bộ đội đầu tiên là Hòa Thượng Thích Minh Thiện và Thượng Tọa Thích Nhật Từ đã phát động quần chúng lên án tịnh thất giả sư trục lợi, giả sư đi thi ca hát là ảnh hưởng đến uy tín Phật giáo tu không đăng ký là phạm pháp. Thượng Tọa Thích Nhật Từ quá nổi tiếng với xú danh Thích Nhật Tiền với nhiều thương vụ đen không cần phải nhắc thêm hòa thượng minh thiện tỉnh hội trưởng giáo hội phật giáo quốc doanh tỉnh long an thì youtube còn ghi nhận bài thuyết pháp nhân ngày lễ vu lan phía sau lưng là logo của công ty nghĩa trang an phúc bài thuyết pháp có thể xem là mẫu mực của nghệ thuật quảng cáo mua đất nghĩa trang báo hiếu hưởng ứng theo phát động của hai cán bộ đội này đông đảo quần chúng cách mạng hàng chục youtuber ngày ngày tung ra biết bao điều bôi xấu vô bằng đặc biệt côn đồ mạng nguyễn xin tung lên mạng giấy khai sinh của các trẻ ở thiền am cùng với hình ảnh để chứng minh cho lập luận trẻ này là con loạn luân của người này trẻ kia là con người khác trong thiền am trong xứ sở thiên đường này muốn đi học phải có khai sinh hộ khẩu khai sinh phải có tên cha mẹ việc người nhận nuôi trẻ mồ côi trẻ bị bỏ rơi đứng tên làm cha mẹ trong khai sinh là hết sức bình thường ở các quốc gia tôn trọng nhân quyền hình ảnh đời tư và những quyền cá nhân của trẻ em được tôn trọng cực kỳ nghiêm nhặt thế nhưng bằng cách nào đó côn đồ mạng nguyễn xin lại có đủ giấy khai sinh của các em và tung lên mạng chẳng những không bị chính quyền cảnh cáo xử lý mà còn được các youtube khác nồng nhiệt chia sẻ và loan truyền nhân danh đạo đức nghĩa hiệp tố cáo loạn luân nguyễn xin và đám kền kền đã xâm phạm thô bạo quyền cá nhân danh dự nhân phẩm của các em trong sự bảo trợ của chính quyền mà cả xã hội bị tê liệt trong câm lặng không ai phản kháng nhắm vào người già không tha trẻ nhỏ không có xã hội dân sự không có tổ chức bảo vệ quyền trẻ em nhà nước có ủy ban chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em ngồi chơi sơi nước ở Trung ương. Cơ sở có hội đồng, đội để rèn luyện đưa các em theo gương anh Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu ném lựu đạn, ném bom khủng bố. Một tên youtuber côn đồ tự xưng là luật sư Trần Quốc Dũng còn đốn mạt và ti tiện hơn, dựng chuyện bôi xấu cô Ngọc Xuân, quê ở khánh hòa có đủ cha mẹ đang sống trong tỉnh thất bồng lai những lời khiếm nhã mà không thể nêu ở đây y còn vu cáo cô ngọc xuân chửi cha mắng mẹ bất hiếu mẹ bệnh không đi thăm đặc biệt vu cho cô không chồng mà có chửa cô ngọc xuân đã nhờ thừa phát lại lập vi bằng các clip vu khống của dũng và làm đơn tố cáo đến công an quận gò vấp sau thời gian thụ lý công an gò vấp có văn bản thông báo đã làm việc với đương sự nhưng quá thời hạn quốc dũng vẫn không trả lời nên tạm đình chỉ điều tra mời xem văn bản đính kèm ôi trời sao công an bỗng dưng hiền lành với đối tượng bị điều tra như vậy đình đám nhất trong cuộc đấu tố đại gia cuồn cuộn ceo nghìn tỷ nguyễn phương hằng cùng với đám kèn kèn live stream tấn công vu cáo tỉnh thất bồng lai đang mùa dịch bệnh covid cuồn cuộn dẫn đoàn quân kèn kèn đến bao vây dưới sự bảo vệ của hai đại tá công an và có lực lượng công an địa phương bảo vệ những đứa trẻ trong tỉnh thất bồng lai hoảng hốt bé Đức Tâm bật khóc. Cuộc an cư của người Việt quá mong manh trước thể chế cường quyền. Báo chí cách mạng bao gồm đủ loại hình báo giấy, truyền hình, báo mạng, đồng loạt dẫn lời vu cáo, trích dẫn ý kiến của cán bộ nhật tử, minh thiện, giống như pháp quan dẫn chiếu chỉ của Thánh Hoàng để bản án tử hình. Tất cả chỉ là những cáo buộc chung chung không có một chứng cứ nào hàng trăm bài báo từ các cơ quan báo chí tác giả khác nhau nhưng giống nhau như đàn cừu đô ly được nhân bản vô tính với cuộc đấu tố trường kỳ nhiều năm trời như vậy không cần là nhà phân tích chính trị giác quan của một người dân bình thường cũng đủ hiểu với những tín hiệu đó cụ Lê Tùng Vân đã nằm trong hàng đầu danh sách những tù nhân dự bị đã được đảng ta quy hoạch. Việc xuống tay lúc nào là hoàn toàn tùy thuộc vào ân sủng của trò chơi đấu tố. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, gần 800 tờ báo đồng loạt sản xuất 800 con cừu đô ly khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo từ thiện để trục lợi tại tỉnh thất bồng lai nội dung cũng là cáo buộc chung chung những hành vi vi phạm lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi báo chí cách mạng việt nam giống như cái ống cống cứ bê nguyên đai nguyên kiện những gì từ cấp trên đưa xuống nên chẳng ai chú ý đến việc bộ luật hình sự Việt Nam không hề ghi tội danh lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi. Mà theo nguyên tắc thì ai đó chỉ bị xem là có tội khi phạm vào một trong những điều bộ luật hình sự quy định. Nói chính xác là ngày 4 tháng 1 Công an và báo chí đã kết tỉnh thất bồng lai một cái tội không có trong luật và hành vi cũng không có thật. Chỉ hôm sau, kịch bản thay đổi với mức kích động mãnh liệt hơn, tàn nhẫn hơn. Báo chí đồng loạt thay đổi tội danh, làm rõ dấu hiệu phạm tội loạn luân ở tỉnh thất bồng lai. Đây là giai đoạn cao trào khủng bố tinh thần mà nạn nhân có thể đột tử vì uất hận Nguyễn Sinh và các youtuber kèn kèn lại tung lên mạng xã hội một trang kết luận giám định ADN không rõ nguồn gốc cho kết quả cụ Tùng Vân có 11 con lợn luôn. Người ta còn công phu vẽ ra sơ đồ chi hệ người nào con ai với ai đầy đủ họ tên. Sự bịa đặt ấy vô lý đến mức bác sĩ Phan Xuân Trung phải viết status mỉa mai dậy thì muộn hay sao vì theo bản tông chi loạn luân ấy cụ tùng vân là người ngoài hành tinh từ nhỏ đến năm năm mươi bảy tuổi không có con bỗng dưng từ năm mươi tám đến tám mươi sáu tuổi ông sinh sòn sọt mười một con dối trá vu khống trắng trợn hợp đồng thông tin trắng của báo chí và thông tin xám của mạng xã hội đã bôi đen toàn bộ các thành viên của tỉnh thất bồng lai mạng facebook tràn ngập những dòng trạng thái bình luận mỉa mai cay độc những người trước đây ủng hộ binh vực họ cũng hoang mang cúi đầu im lặng quần chúng cách mạng thì hả hê tung hết những căm giận oán hờn phẫn nộ dồn nén bấy lâu vào con vật tế thần chỉ duy nhất báo điện tử dinh cùng đưa thông tin tương tự nhưng hé ra chi tiết bất thường viện kiểm soát nhân dân tỉnh long an cho biết cơ quan này chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam bị can trong vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai đại diện viện kiểm soát cho biết vụ án đang trong giai đoạn thẩm vấn các cá nhân sống trong tỉnh thất bồng lai Chi tiết của báo dinh cho thấy ác tâm của trò đấu tố bằng truyền thông là vào thời điểm đó cơ quan điều tra chưa xác định tội danh. Viện kiểm soát chưa phê chuẩn khởi tố bị can nhưng người ta vẫn ỡm ở tung tin giả cho báo chí đưa ra bản án dư luận bồi đèn nhân phẩm của thiền am từ người già, phụ nữ, trẻ con đàn áp vu khống lăng nhục người vô tội được mở rộng phạm vi không giới hạn không loại trừ một đối tượng nào khi thông tin đen dối trá đã đủ ngấm sâu vào nhận thức công chúng ngày 7 tháng 1 báo chí lại đồng loạt đưa tin bốn người ở tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Hóa ra, cơ quan khởi tố cũng không phải là an ninh điều tra, công an tỉnh như các tin đã đưa trước đây mà chỉ là cảnh sát điều tra của công an huyện Đức Hòa. Để lấp liếm cho việc đưa tin giả loạn luân, hầu hết các tờ báo đều thòng thêm câu lơ lửng là công an đang xem xét làm rõ những dấu hiệu phạm tội khác không thể giết chết lương chi từ nước úc giáo sư nguyễn văn tuấn đã có bài viết câu chuyện thiền am lịch sử lập lại giáo sư tuấn đã nhận định rất xác đáng là sự xóa sổ thiền am chẳng liên quan gì với những cáo buộc mà nhạc cầm quyền tuyên truyền lợi dụng tự do dân chủ lợi dụng tôn giáo và loạn luân bởi lý do đơn giản là những cáo buộc đó hoặc là mơ hồ hoặc là vô chứng cớ thật vậy không có chứng cớ gì cụ thể để nói rằng mấy người trong thiền am lợi dụng tôn giáo để trục lợi cả họ tu hành tại gia họ tự lực cánh sinh họ chẳng lên tiếng xin xỏ ai như giáo hội của nhà nước hay làm và họ chẳng gây hại cho ai, ngược lại, họ giáo dục các trẻ em mồ côi thành những người có ích cho xã hội, chẳng có một chứng cớ đáng tin cậy vào độc lập nào để nói người đứng đầu là một ông cụ 91 tuổi phạm tội loạn luân, chỉ toàn là vu cáo, những vu cáo đó được tung ra chỉ để nhắm tới mục đích xóa sổ Thiền Am. Để hiểu chuyện ngày nay, chúng ta cần phải biết đến chuyện quá khứ. Tương tự, để hiểu những gì đã xảy ra đối với Thiền Am, chúng ta cần phải biết những gì xảy ra đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tu viện Bát Nhã. Ở trong nước, ngay trong lúc dư luận ồn ào chuyện khởi tố, chuyện loạn luân, bác sĩ Phan Xuân Trung có status trên Facebook biết nói gì đây. Ông đã kết luận rằng cái tội duy nhất là họ đã nổi bật trên phương tiện truyền thông khi các chú bé tham gia chương trình giải trí trên truyền hình quá xuất sắc. Má tôi khi còn sống đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần những màn biểu diễn dễ thương, thông minh và duyên dáng của các chú bé mới lên 4 tuổi. Như thế đó cuộc đấu tố hoành tráng chưa có tiền lệ này, chính quyền sẽ đạt được mục đích ngắn hạn là xóa sổ được tịnh thất bồng lai, bắt giam cụ già 91 tuổi và ba thanh niên, phá vỡ mái ấm của những thế hệ trẻ tài năng, làm thỏa mãn nguyện vọng của một bộ phận quần chúng cách mạng. Sự tàn bạo ấy có thể làm không ít người cúi đầu khuất phục im lặng chấp nhận sự tự do trong cái thòng lọng đảng ban cho trên cổ